Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một chiếc xe ngon, bổ và rẻ, với một số tiền chỉ có 35 triệu đồng mà thôi. Trước khi em review chiếc xe với số tiền 35 triệu đồng này thì em đồng thông qua một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe tới tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống. Anh chị thấy cái form dáng xe này nhìn em nó rất là đẹp không? Anh chị thấy không? Rất là sò, rất là xinh xắn. Tại sao nó chỉ có 35 triệu đồng mà thôi? Ông bà mình nói không có gì ngon, bổ và rẻ cả nha cô chú và anh chị. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về đồng sơn si con xe 35 triệu này coi em nó như thế nào không? Con xe này tên em nói là Daewoo Sugenta, sản xuất đời 2008, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái, trợ lực, kính bấm, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, hiện tại là hồ sơ đang cầm tay. Bởi vì sao con xe này có số tiền là 35 triệu đồng. Con xe này là con xe ngập nước nha cô chú và anh chị. Xe này mà ngập nước là bên tụi em mới vừa vệ sinh xong. Ông bà mình nói không có gì ngon, bổ và rẻ cả. Đăng kiểm thì em nó vẫn còn tới tháng 4 năm 2024. Đó, xe này em nói thẳng luôn là xe ngập nước. Đó, thì trong suốt thời gian qua những cô chú anh chị hỏi là những con xe tai nạn, cứng đụng, xe ngập nước nó đi về đâu, thì đây là những con xe nó phân khúc giá rẻ, nó nằm ở đây nha cô chú anh chị. Xe này anh chị nào lấy thì sẽ sang lại bộ hồ sơ. Hồ sơ thì hiện tại em đang cầm đây, anh chị nào lấy thì tùy theo khu vực. Anh chị ở khu vực Hồ Chí Minh thì sang bộ hồ sơ là 24 triệu đồng, còn những tỉnh lẻ thì nằm phải 6 triệu đồng. Xe này thì em mới vừa vệ sinh thôi, máy móc thì mới vừa vệ sinh, mới thay nhớt thì cũng chưa làm gì cả anh chị ha. Để như vậy xả luôn cho cô chú và anh chị với số tiền chỉ có 35 triệu đồng cho chiếc xe Daewoo Sugenta, sản xuất đời 2008, đăng ký 5 chỗ ngồi. Xe này là xe ngập nước nha anh chị nha. Nói chung là vệ sinh lại thì em nó sạch sẽ thôi. Đây anh chị không, ốc ép thì em nó cũng ngon lành cành đào. Đó, hiện tại thì mọi chức năng nó đang hoạt động rất là ok. Mà em không biết một thời gian nữa mình chạy thì nó có ổn hay là không nha anh chị nha. Tại vì não niết đồ là máy móc là em mở ra em sấy rồi. Tắp bi tắp lô keo chỉ em nó vẫn còn khá là đẹp. Đó, hiện tại thì mới vừa sấy xiết đồ lại thì em nó chạy cũng rất là ok nha anh chị nha. Máy nổ ok, nội thất sạch sẽ, gầm bệ cứng cáp. Đây anh chị thấy không, tắp bi tắp lô sạch sẽ. Em nó sở hữu 4 cặp ga lăng nhìn cũng rất là xịn sò ha. Nói chung là con này là nó ngập nguyên con luôn nha anh chị. Bữa đó mở vệ sinh ra bây giờ vô trong cái mùi ở bên trong nó rất là ố nha anh chị, nó rất là hôi anh chị thấy không? Bịt bịt mấy cái vết ngập nè. Đất đai nó vẫn còn, mới có vệ sinh sơ thôi anh chị thấy nó mốc nè. Đất đai anh chị thấy không? Nó rất là dơ, nó ngập nguyên con luôn anh chị. Đó. Anh chị nào thích ngon bổ và rẻ nó là đây nha anh chị nha. Đây là những dòng xe ngập nước. Thì hiện tại thì máy móc thì vệ sinh lại rồi anh chị. Thì rút hồ sơ luôn anh chị, rút hồ sơ cho em nó mất gốc luôn. Đó, quý anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe với số tiền 35 triệu đồng này thì xin vui lòng liên hệ với em ha. Với số điện thoại đó là 0798222220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Máy móc thì con xe này mới vừa mở ra. Xin lại anh chị. Đó, hiện tại thì em nó vẫn nổ hoạt động bình thường nha cô chú và anh chị. Xe này bên em bán là bên em không có bảo hành nha. Đó, bán một cái giá rẻ cho anh chị lấy về dọn rồi anh chị sau này anh chị chạy thì nó đổ bệnh ra hay nó bị cái gì thì anh chị chấp nhận chịu ha, chứ bên em là em không có bảo hành bảo dưỡng gì của xe này cho cô chú anh chị đâu. Tại vì bản thân em đã biết nó là xe ngập nước rồi thì anh chị thông cảm. Em bán xả cho cô chú anh chị hồ sơ đang cầm tay, ra tên chính chủ cho cô chú anh chị luôn. Thì anh chị nào ở khu vực ở Sài Gòn thì ra hồ sơ rất mắc, còn tất cả các tỉnh lẻ thì hồ sơ nó rất là nhẹ nha anh chị ha. Đây, nước sơn thì em xin nói chung là em nói nhìn cũng rất là sạch sẽ anh chị ha, cũng không đến nỗi nào đâu. Đây, tắp bi tắp lô sạch sẽ nè, biết tiết đường ngập nước anh chị không, bùng nó lên tới đây luôn nè. Nó mới vệ sinh thôi mà nó chưa có khô anh chị, hôi lắm anh chị, xe này hiện tại hôi lắm. Con này về phải phơi nắng thêm vài ngày nữa thì em nó mới sạch sẽ được. Đây anh chị thấy không, rất là hôi rồi, lỡ là luôn quay luôn cái dàn gầm bệ cho anh chị và cô chú cùng tham khảo luôn ha. Nói chung gầm thì ok đó anh chị thấy không, gầm bệ sình lầy nè. Nó ngập, con này nó ngập nó nằm đâu em không biết, nó nằm lâu hay không mà chắc nó nằm ở dưới nước cũng khá là lâu anh chị. Tại vì anh chị thấy cái dàn gầm không, nó ố không? Đó, tẩy nó không hết nha cô chú anh chị. Đó, tẩy nó không có hết. Đó, quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu chiếc xe này với số tiền là 35 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798222220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.